Xin chào 500 anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Anime Wiki. Kể từ khi ra mắt Anime Season 2, Tensei Slam Dataken đã làm mưa làm gió trong năm nay với điểm đánh giá và lượt xem cao ngất ngưỡng. Tiếp nối diễn biến của bộ truyện Kirimaru thức tỉnh thành ma vương và triệu hồi một tên ác ma rất chi là ngầu loi, đó là thành niên sẽ trở thành thuộc hạ trung thành bậc nhất của chủ tịch sau này, Diablo. Và ngày hôm nay để hiểu thêm về Diablo, anh em hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về anh chàng này thông qua video 8 sự thật thú vị về Diablo nhé. Lưu ý video có spoil thông tin từ manga và novel, fan anime hãy cân nhắc trước khi xem. Đầu tiên là nguồn gốc. Diablo trước khi được Rimuru đặt tên có danh xưng là Noi, và anh ta là một trong những thực thể đầu tiên sinh ra trên thế giới. Trong bản web novel, khi tinh Long Vương Vedanava sáng tạo nên các thế giới, ông đã tạo ra 13 thiên thần nguyên thủy và 7 ác ma nguyên thủy. Hai thế lực đó cứ thế cân bằng cán cân sức mạnh và duy trì sự ổn định cho thế giới. Tuy nhiên, nếu anh em nào đọc light novel sẽ nhận thấy ở đây có một điểm khác biệt, đó là người đã tạo ra thất sắc thủy tổ ác ma chính là đại tinh linh bóng tối, còn 13 thiên thần thì được tạo ra bởi đại tinh linh ánh sáng. Tuy nhiên, trong cả hai phiên bản thì thất sắc thủy tổ đều là 7 ác ma lâu đời và mạnh nhất linh giới. Mỗi cá thể trong số chúng đều sở hữu sức mạnh đặc trưng riêng biệt và chúng đều có biệt hiệu được lấy từ tiếng Pháp. Mỗi biệt hiệu chỉ một màu sắc khác nhau gồm Rose Guy, Noi Diablo, Blanc Testarossa, Chione Carrera, Violet Ultima, Vermijari và cuối cùng là Blohijari. Trước khi được đặt tên và tiến hóa, 7 con ác ma này đều ở cấp độ thượng ác ma, cấp độ cao nhất mà một con ác ma tự thân có thể tiến hóa thành. Trong đó đặc biệt có Guy, Diablo và Testarossa là 3 con ác ma sống lâu và mạnh hơn cả. Họ cũng đồng thời là 3 ác ma trong thất sắc thủy tổ đầu tiên đặt chân tới thế giới loài người, theo thứ tự là Guy, Testarossa và cuối cùng là Diablo. Tuy vậy, Diablo là người có quá trình phát triển và tiến hóa thành công tước ác ma nhanh nhất trong 3 ác ma trên nhờ hướng ké hào quang nhân vật chính của Rimuru, khi anh ta chỉ mất 2 năm, trong khi Guy đã mất tận 2.000 năm. Đúng là thằng cày chay khác với thằng tích cực nạp anh em ạ. Bên cạnh đó, Diablo đại diện cho dòng ác ma đen, một dòng ác ma khá kỳ quái. Những con ác ma này rất liều lĩnh và dễ thay đổi tâm trạng, nên rất khó để ký giao ước và hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, anh chàng cầm đầu Diablo chính là bầy tôi trung thành nhất mà Rimuru từng có được. Sự thật số 2 chính là chủng loài của Diablo. Diablo ở cuối truyện đã tiến hóa thành cấp bậc thần ác ma, cấp bậc tiến hóa cao nhất trong cây tiến hóa của loài ác ma, và cũng đạt được danh hiệu của một chân ma vương. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của Diablo sau khi bộ truyện kết thúc. Còn ở phần ra mắt hoành tráng của anh chàng trong tập ngoại truyện của anime thì lúc này Diablo ở cấp bậc thượng tướng ác ma, là cấp bậc cao nhất mà một con ác ma có thể tự tiến hóa ở linh giới. Còn trong phần manga hiện nay, khi được chủ tịch Rimuru đặt tên sau lễ hội thu hoạch, cây tiến hóa của Diablo vốn đang bị phong ấn đã được mở khóa, sức mạnh của anh chàng cũng tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác và tiến hóa trở thành quý tộc ác ma. Ở cấp bậc này, Diablo đã có sức mạnh và xếp hạng cao hơn các ma vương tự xưng như Clayman, Frey hay Carrion đã xuất hiện trước đó. Sự thật số 3 về ngoại hình và tính cách của Diablo. Diablo là một kẻ cô độc, không thích có thuộc hạ trừ khi là vì lợi ích của Rimuru, và anh ta cũng được đánh giá là người hay thay đổi, thường rất tích cực lên kế hoạch khi muốn đạt được một điều gì đó. Diablo cũng thường có thói quen trừng phạt những tội nhân theo cách đau đớn nhất có thể. Theo lời của Rimuru trước lúc được ban tên, Diablo trông giống như một công tử ác ma kiêu ngạo. Và sau khi được đặt tên, thanh niên ác ma này đã thay đổi 180 độ trong ngoại hình, với phong cách thời trang giống như một quản gia lịch thiệp sành điệu. Nhưng dù thế nào, anh ta vẫn được đánh giá là một kẻ kiêu ngạo và khó lường. Diablo cũng thường tỏ thái độ rất điềm đạm và ngoan ngoãn trước mặt Rimuru. Nhưng bất cứ khi nào có ai xúc phạm đến chủ nhân của mình, thì vẻ ngoài lịch thiệp đó sẽ ngay lập tức biến hình thành một kẻ lạnh lùng đầy sát khí, có thể khiến kẻ thù sống không bằng chết, đau đớn và đầy đọa. Trong novel, nụ cười của Diablo được miêu tả theo đúng chất soái ca dễ thương, khiến người khác phải hồn siêu phách lạc. Thế nhưng trong manga, Rimuru đã nhận xét điệu cười của tên này trông thật nguy hiểm. Sự thật thứ tư, Rimuru đã không thể triệu hồi được Diablo. Như chúng ta đã biết, sau khi Jura Tempest bị vương quốc Farmer tấn công, để hồi sinh những người đã chết, Rimuru quyết định sẽ trở thành một ma vương.
Khi lễ hội thu hoạch diễn ra, Rimuru đã hiến tế 20.000 xác chết để thực hiện nghi thức triệu hồi ác ma. Tuy nhiên, khi chỉ nhìn thấy có 3 con ác ma được triệu hồi, chủ tịch của chúng ta đã rất thất vọng, bởi ban đầu Rimuru nghĩ rằng 20.000 xác chết có thể triệu hồi được ít nhất 30 con thượng ác ma. Tuy nhiên, ngay sau đó Slam này hiểu rằng vì mình đã ăn hết 20.000 linh hồn, thứ quý giá hơn đám xác kia rất nhiều lần, nên có lẽ 3 con ác ma thượng cấp là chấp nhận được rồi. Tuy nhiên, sự thật còn đau lòng hơn, khi thật ra 20.000 cái xác đó chỉ đủ để triệu hồi một mình Diablo, và 2 con ác ma kia chính là Lola do thanh niên này dắt theo làm chân sai vặt, đồng thời cũng là món quà khi ra mắt cho sếp trong ngày đầu tiên nhận việc. Rõ ràng là nó đã có tác dụng, phải không nào? Bên cạnh đó có một sự thật rất thú vị là Diablo thực chất đã chủ động tìm đến Rimuru, chứ không chỉ đơn thuần do được triệu hồi lên. Cách thời điểm được Rimuru triệu hồi thì trước đó một khoảng thời gian khá dài, Diablo cũng từng được triệu hồi bởi một hiệp sĩ ngân dực với mục đích tiêu diệt tên ác ma Autos. Trong lần đó, thanh niên này đã chạm mặt với Chiyue và bị chiếc mặt nạ phán ma thuật của cô đánh trọng thương. Lúc đó anh ta đã nhận ra rằng chiếc mặt nạ kia mang một sức mạnh vô hạn, thậm chí có thể vượt qua cả thời gian. Thế nên sau khi hoàn thành giao kèo tiêu diệt ác ma Autos, Diablo đã tha mạng cho Chiyue và trở về linh giới. Từ đó anh ta âm thầm quan sát cô và chiếc mặt nạ. Nhiều năm trôi qua, Chiyue đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Rimuru. Ngay sau đó, Ifrit bị mất kiểm soát và chiếm lấy cơ thể của cô. Khi thấy chiếc mặt nạ phản ma thuật bị hư hại và mất đi sức mạnh, Diablo đã cho rằng Rimuru chính là chìa khóa dẫn đến sự thật của thế giới và luôn tìm mọi cách để đáp lại lời triệu hồi của Rimuru. Ngoài ra thì trong lễ hội thu hoạch để thức tỉnh thành ma vương, Slam của chúng ta đã sử dụng ma pháp triệu hồi ác ma chứ không phải là ma pháp triệu hồi thượng tướng ác ma. Thế nên theo đúng nguyên tắc thì Rimuru sẽ chỉ gọi được những ác ma thượng cấp như Beretta mà thôi. Tuy nhiên, Diablo đã tự hạ mức năng lượng của mình xuống ngang ngửa với một thượng ác ma nhằm đáp lại lời mời gọi ngọt ngào từ phía Rimuru. Tuy nhiên, mức độ cuồng slam của Diablo chưa dừng lại ở đó. Sau khi được triệu hồi mặc cho chủ nhân sai bảo, Diablo còn rất hạnh phúc khi được làm công việc quản gia dọn phòng cho Rimuru. Anh thậm chí luôn cạnh tranh với Sion để trở thành thuộc hạ số 1 của chủ tịch. Cũng chính vì sự cuồng sét như vậy mà Diablo có mối thù sâu đậm với Beretta, vì hắn đã dám giành mất cơ hội đầu tiên khi Rimuru triệu hồi ác ma. Thế nhưng nếu lần đó mà ngóc đầu lên thì mục xương trong hình có búp bê rồi Diablo ơi. Sự thật số 5, Diablo là thủ lĩnh của Hắc Sắc Quân Đoàn, sở hữu sức mạnh bá đạo và lòng trung thành sâu sắc với Rimuru. Trải qua khoảng thời gian nhiệt tình cống hiến, Diablo đã được Rimuru chọn làm thủ lĩnh Hắc Sắc Quân Đoàn, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Jura Tempest và là quân đoàn duy nhất không thuộc quản lý của Tổng Tư lệnh Benimaru. Câu chuyện bắt đầu từ sau giải đấu Tempest. Diablo đã trở lại linh giới để tập hợp một lực lượng được anh ta gọi là xứng đáng để phục vụ cho Rimuru. Và những ứng viên được Diablo đưa vào tầm ngắm là 3 trong số 7 con ác ma thủy tổ mạnh nhất linh giới. Rimuru không hề biết về việc này và đã đứng hình vài giây khi Diablo trở về. Là quân đoàn chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, Hắc Sắc Quân Đoàn tập hợp 711 con ác ma dưới sự lãnh đạo của thánh ác ma Diablo. 3 ác ma vương là Testarossa, Ultima và Carrera, cùng 7 tên ác ma thuộc hạ và 700 con ác ma ưu tú khác. Ngoài sức mạnh khủng bố thì còn có một chi tiết thú vị, đó là các thành viên nổi bật của Hắc Sắc Quân Đoàn đều được đặt tên theo những chiếc xe Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa, Porsche Carrera, Hennessy Venom GT, Bugatti Veyron, Cadillac Chiao, Bugatti Honda, vân vân và mây mây. Đặc biệt riêng Ultima là cái tên duy nhất được đặt theo thương hiệu xe hơi thay vì một mẫu xe hơi. Ngoài việc được đặt tên theo siêu xe thì nếu để ý, anh em sẽ thấy trong những lần đặt tên trước đó Rimuru đều chơi số lượng lớn cùng lúc, nhiều thì cả làng, còn ít thì một đoàn gồm 5-6 người. Thế nhưng Diablo là người duy nhất cũng là người đầu tiên Rimuru đặt tên sau khi trở thành ma vương, và đó cũng là lần thứ 7 chủ tịch tập đoàn đa cấp này ban tên cho người khác, một con số đẹp tương ứng với thất sắc thủy tổ phải không nào? Về sức mạnh, là thanh niên sinh ra ở Vạch Đích khi là một trong thất sắc thủy tổ, đến nhân giới thì biết nhìn mặt chọn chủ, thế nên càng về sau của bộ truyện sức mạnh của Diablo càng khủng khiếp. Trong bản web novel, Diablo bá đạo đến mức là ác ma mạnh thứ 2 sau gai Crimson và được xem là thủ hạ mạnh nhất dưới trướng của Rimuru. Thế nhưng trong bản light novel, thanh niên này đã lui về hậu trường không theo đuổi sức mạnh quá nhiều mà thay vào đó tập trung phát triển chuyên môn làm quản gia cho chủ tịch. Tuy vậy nhưng anh vẫn được đánh giá là ác ma mạnh thứ 3 trong chủng loài, xếp sau Testarossa và Gai, đồng thời cũng là thủ hạ mạnh thứ 3 của Rimuru sau Jadeon và Testarossa.
Diablo cũng sở hữu hàng loạt kỹ năng kháng như kháng các hiệu ứng tự nhiên, kháng tấn công tâm linh, kháng đòn tấn công của ma thuật thánh, vô hóa cơn đau, vô hóa các đòn tấn công vật lý và các trạng thái bất thường. Anh cũng cùng với Benimaru và Jajion là ba người duy nhất mượn được năng lượng hư vô từ Rimuru. Với kỹ năng tối thượng cám dỗ vương Archogen cùng năng lượng vay mượn từ chủ nhân, đã mang đến cho Diablo một bí kỹ cho phép tạo ra một vùng không gian do anh ta kiểm soát và có thể tái sử dụng nguồn năng lượng trong vùng không gian đó khiến nó gần như vô hạn. Sự thật số 8, diễn viên lồng tiếng của Diablo khi lên anime chính là Takahiro Sakurai. Anh sinh ngày 13 tháng 6 năm 1974, là một diễn viên lồng tiếng, người dẫn chuyện kiêm phát thanh viên đến từ tỉnh Aichi của Nhật Bản. Hãy cùng theo dõi xem anh chàng này đã lồng tiếng cho những nhân vật nào trong anime nhé anh em. そのグリモワールはもう君のものだ。君と共に同じ道を歩ませてやってくれ。妻ゼルダは娘の死を受け止められず心を病み、娘はロンドンに留学中という妄想の中に今も逃げ込んでいる。俺はその妄想を現実にし家族を取り戻す。 Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Diablo, harem trung thành của chủ tịch Rimuru trong Slam Dunkerque. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.